đang ở thành phố Busan. Tôi thấy là cái đường nó rất là sạch sẽ với cả xe buýt chạy liên tục, chẳng có khách. Đây là đang ở khu chợ cho nên là chúng ta thấy có xe máy nhá. Đây, đây là bán đồ khô. Busan thì nó cũng giống như là thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng ấy, nó cũng gần biển ấy. Nên là cái lượng hải sản đánh bắt được rất là nhiều. Thì có cả đồ tươi và đồ khô. Ở vừa nãy thì ở trong chợ Jaganchi ấy, thì mình quay đồ tươi, và bây giờ là đồ khô, mực khô, cá khô các thứ. Mực khô ở đây thì chắc chắn thưa quý vị là không thể bằng mực khô ở Việt Nam được. Mình khám phá thêm nhá. Cái mực khô ở đây nó cứ bạc bạc, nhợt nhợt, nhạt nhạt. Đây là khu chợ của người ta. Nhìn này, đây là bán những cái đồ kiểu lặt vặt ấy. Nhưng mà xin lỗi, bằng một gốc của Hoàng Hà Thám khu xa. Đây là bán đồ kiểu đồ ở chợ ấy. Giày dép kiểu thủ công, không phải là của hãng. Đã 4.900 won. 4.900 won thì nó cỡ mà 4... bán đồ như phố Lê Duẩn ở gần ga. Hãy đi theo em, đi theo em, lốt tay. Mua ở đây. Yeah. 4.900 won là tương đương bao tiền Việt này? 100.000 à? Áo mà bán có 100.000. Đấy, cứ loang quang bán với cái đồ lặt vặt tiêu dùng tạp hóa, cửa tạp hóa. Đây á, quần này có 100.000 này. Đây, 4.900 won là gần 100.000 này. Cái quần này, quần dằn di à. Cái áo này 9.900 won, 10.000 won, 200.000. Quần này 200.000. Rẻ. Dạo qua phố phường, dạo qua thị trường một chút đấy. Cái thành phố của người ta đẹp như này. Thỉnh thoảng mới thấy cái xe máy nha. Chủ yếu để trừ hàng. Xe buýt chạy liên tục. Chung anh quay đến Busan thì người ta chỉ đến cái chợ cá ăn uống và mọi thứ ở đấy nó rẻ, nhưng mà so với hải sản thì ở đâu thì cũng đắt, hải sản thì ở đâu thì đắt. Cái nhà ở đây nó không có quá là cao. Nhưng mà họ xây rất là đẹp. Và cái đây là cái khu buôn bán. Chứ còn đi vào cái trong khu trung tâm kia là nó không có kiểu bán ra vỉa hè như thế này đâu. Nhà đây là rất nhiều chung cư người ta xây trên núi nha, tại vì đất nó ít.
Hàn Quốc thì diện tích của nó chỉ bằng 1/3 của Việt Nam thôi, nhưng mà dân số thì lên tới 50 triệu người cơ. Cho nên là ở cái thành phố nào của họ thì cũng rất là đất chật người đông. Cho nên nhà là phải xây trên núi, kể cả chung cư cũng xây trên núi luôn. Đây. Đó, xa xa đấy, là cái núi đằng sau ấy, ở chung cư đây đấy. Đây là cái chỗ mật độ chung cư còn ít đấy. Ok, một chút vòng quanh phố phường cùng qua thị trường ở Busan, Hàn Quốc thế thôi nha. Và có những cái gì đó đẹp đẹp hay là lạ lạ thì tôi sẽ ghi lại. À, đây là cái con Kia Morning đời mới này. Ở Việt Nam thì tôi cũng có một cái con này. Đây là đời mới nha.